trưởng này sao giống con gái quá. Thế giờ hôm đó mình vừa đen mà còn vừa xấu, định bệnh hay sao á. Lại lại học cùng phòng, cùng một cái ghế, một cái bàn đó nữa. Dạ, em với chồng gặp nhau cách đây là 15 năm. Lúc đó vợ chồng em học lớp 5. Dạ, cùng trường thì em hay qua lớp anh này chơi một vài lần vì em có bạn thân trong đó. Chồng em lúc đó là lớp trưởng. Em thấy anh lớp trưởng này sao giống con gái quá. Thật, da thì trắng trẻo, môi thì đỏ mà còn trề trề nữa. Thì em chỉ ấn tượng vậy thôi à. Còn bạn này ấn tượng bạn này sao? Cũng ấn tượng không nhiều đâu. Tại vì thấy vợ đó mình vừa đen mà còn vừa xấu. Ủa sao lạ vậy Biên? Thay đổi hẳn luôn đó, đúng không? Bây giờ bạn này là vừa trắng mà vừa xinh. Hình như là cưới nhau về ở nhau lâu rồi sao? Ờ, bạn này thì thấy bạn này giống con gái nè, đúng không? Còn bạn này thì thấy bạn này xấu, xấu đó quá. Là cái ấn tượng đầu tiên đúng không? Dạ. Rồi qua bao nhiêu năm thì các bạn ấn tượng lại? Em thì cũng phải tới năm lớp 9, vợ em mới bắt đầu là mặc áo dài đi học, mà em thì là thích con gái mặc áo dài. Cho nên lúc đó là bắt đầu mới để ý tới. Thì lúc mà lên cấp 2 rồi thì anh này anh lúc đó anh dậy thì vỡ giọng nè, mặt thì mụn, nói chung là dậy thì xấu lắm. Có nghĩa là bạn này thấy bạn này vậy thì xinh đúng không? Dạ đúng rồi. Ngược lại bạn này vậy thì quá xấu. Dạ. Ấn tượng là ngược lại. Thế rồi bao nhiêu lâu thì hai bạn mới là ấn tượng là gọi là bạn này cũng thấy bạn này dễ thương, bạn này cũng thấy bạn nọ đáng yêu. Thì tụi em vô cấp 3, tụi em học chung một trường khác lớp, nhưng mà chắc là định bệnh hay sao á, lại lại học cùng phòng. Một người học buổi sáng, người học buổi chiều mà còn ngồi cùng một cái ghế, một cái bàn đó nữa. Duyên đó. Dạ. Nhưng mà nói là duyên nhưng mà em cũng ghét cái duyên này lắm. Tại năm mà cấp 2 học mà chung 4 năm là em ghét anh này lắm. Khi mà chuyển trường đi là em mừng lắm. Tại vì anh này đi học mà suốt ngày anh cứ giật tóc. Có khi lấy bả kẹo xin gum mà ăn rồi chén tóc em á. Em phải cắt đi cái chùm tóc bên hông đi nè. Trời đất ơi, ông chơi gì biến thái không? Đó là người ta để ý tới thì người ta mới làm. Em thấy đó là cái tuổi học sinh mà. Còn chưa nữa đâu. Anh này còn hay cái trò là lấy giấy vò quăng trong lớp. Nhiều khi em cũng tức, em cũng quăng lại thì cũng bị đứng lớp chung luôn. Rồi á, còn nữa anh này hả, cứ hay giật đồ ăn của em. Trường họ bán ở căng tin hay có cái que rồi cắm ổi xoài đó. Em quay lại là chỉ còn cái que thôi, không còn cái gì đó. Ăn giật cái hiểu không? Trời ơi. Rồi trời. Dụng cụ học tập của em hả, thước kẻ hay viết gì anh này bẻ gãy. Rồi nặng nhất là lấy cái vỏ rác thảy và ụp trong đầu em á. Trời ơi. Vượt ngưỡng luôn rồi ha. Mà mỗi lần bị như vậy thì em phản ứng như thế nào? Nhưng mà ngày xưa em hiền lắm. Em chỉ biết trợn mắt vậy thôi, em cũng không làm gì. Nhiều khi em còn sợ anh này có khi nào mà anh biến thái quá. Ngày nào em đang đi học anh dở váy em lên. Tại lúc à. Không kể chuyện mà. Rất là dễ thương quá này. Em lúc đó em còn mặc váy, lớp 9 em mới mặc áo dài. Nhưng mà tất cả những cái việc đó em làm chỉ là để tạo sự chú ý của vợ em đối với em đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó là em thích lắm rồi đúng không? Dạ. Thích đó, nhưng mà làm những cái trò để cho người ta để ý đến mình á. Thành ra nhiều khi lố mà mình không biết. Wow. Rồi đến bao lâu á thì em mới có cảm tình với bạn này? Dạ cũng mất 2 năm sau là... Lớp 12. Lớp 11 thôi anh. 11. Thì em tổ chức sinh nhật thì em nghĩ thôi mời anh này luôn. Rồi sau đó thì em thấy anh này tặng cho em một bộ quà lắc tay rồi có nhẫn nữa. Vàng đó hả? Dạ không, ba cái đồ bằng bạc xi không à. Thời đó làm gì có tiền mua vàng, học sinh đâu có tiền đâu mà mua. Rồi có nghĩa là cái cú knock out là sau cái bộ nữ trang bạc đó đúng không? Dạ. Là em bắt đầu cảm tình bạn. Dạ. Yêu nhau từ lớp 11. Dạ. Dạ. Cha mẹ biết không? Dạ không biết. Thì nhân đây báo luôn cái phụ huynh biết là tôi nói yêu nhau từ lớp 11. Rồi em có phải vượt qua chướng ngại của những cái anh lớp trên hoặc là lớp khác
để mà giành lại coi như cái tình yêu của em? Dạ không? Có cái nhiều lắm chứ. Có phải đánh lộn rồi có phải? Dạ không, không đánh lộn đâu, em nhẹ nhàng. Chứ giành bằng cách nào? Em cứ chờ đi học về em chở về cho mấy thằng kia thấy nó tức chơi. Trời. Mà tao nói mấy nhỏ nhỏ nó có vỏ đầy mình. Mà ngày xưa em cũng được mấy anh lớp trên gửi hoa với lại một vài cái lá thư thôi thì em thích. Em nghĩ sau này em có người yêu thì cũng được tỏ tình, ít nhất cũng cái lá thư. Còn anh này thì tỏ tình với em thôi, tao với mày yêu nhau nha. Em cũng bất mãn lắm. Ai đâu mà tỏ tình lần đầu tiên của em mà vậy. Nhưng mà em nói chắc sẽ tỏ tình lại em lần hai để cho nó lãng mạn hơn. Nhưng mà không có tới giờ luôn vậy. Tới giờ cũng một câu đó thôi. Chưa bao giờ lãng mạn với em. Dạ. Rồi tụi em đến khi nào thì tụi em mới yêu nhau mà yêu nhau say đắm mà lúc đó nghe là tụi em trưởng thành rồi đó. Năm 12 thì anh này anh quậy quá, anh thuộc dạng cá biệt rồi. Gia đình anh chuyển cho anh ra ngoài Hà Nội, ngồi gửi người thân ngồi đó cho học ngồi đó. Trời ơi. Vợ chồng em liên lạc qua điện thoại thôi. Ủa rồi trong thời gian đi học ngoài Hà Nội là có say nắng cô nào không? Có nhiều lắm chị. Có để ý thì có. Có lãng đãng chút đỉnh ha. Dạ. Này cũng về tụi em cũng tiếp tục quen. Rồi. Sao em chấp nhận vậy hả? Tức như chị là chị chia tay rồi đó. Dạ cái đó thì nó cũng nhỏ nhặt thôi. Anh này thì xưa giờ chứ kiểu như là thấy gái xinh xinh thì cứ hay ghẹo ghẹo rồi cứ kiểu như là chứng tỏ với người khác là mình đây cua được nhiều cô thôi. Rồi có lần nào mà tụi em xung đột đến cái mức mà phải chia tay nhau không? Dạ có. Tụi em quen được 4 năm thì tới lúc vợ em chắc là chịu không nổi nữa thì chia tay. Tụi em mới chia tay 1 năm. Lý do? Dạ là tại vì em mê game quá. Chia tay là vì mê game chứ không phải mê gái đúng không? Dạ cũng không, có mê game rồi. Có luôn, có mê gái nữa. Vậy đó hả? Anh cứ hay nói bớt lại vậy á. Anh nói nghe nè Hiền, anh nhìn cái ông này thôi, nhìn cái giông ông thôi là tôi biết, tôi đoán được, có thể là vừa chia tay em xong cái là ổng say nắng với cô khác liền. Có không? Dạ anh này là say nắng trước rồi em mới chia tay. Người nào chủ động quay lại? Đầu tiên là em chủ động quay lại trước. Mà tại sao em chủ động quay lại? Thì tiếc mà. Tiếc vợ quá. Vậy thì trong cái thời gian mà chia tay, vợ em có say nắng anh nào? Dạ có. Ủa? Tức là say nắng sau khi chia tay 1 năm về lại rồi mới tới em say nắng hay là em say trước? Lúc đó là em không chia tay đâu, tại vì em quen anh này lâu rồi, nó thành cái thói quen của em rồi. Chia tay liền á thì em sẽ khóc lóc, em buồn thì nó ảnh hưởng tới công việc, học tập của em nữa. Rồi xong tới khi em ra trường rồi em có việc làm, cái em gặp cái anh đó nhỏ tuổi hơn em luôn. Anh chăm sóc em chu đáo mà hồi xưa giờ em chưa được nhận, tại vì em đi em chăm anh này thôi. Lúc đó em cũng chưa nói chia tay anh này, nhưng tới lúc em say nắng rồi á, em chia tay anh này cái một. Rồi anh này sao? Biết không? Biết không? Dạ lúc biết. Đầu thì không có biết, nhưng mà dần dần thì tự thấy tình cảm nó khác là biết liền. Nhưng mà lúc đó muốn hỏi em, lúc đó em làm sao? Để lúc đó em lồng lộn lên luôn á chứ sao? Đi theo vợ năn nỉ quá chừng luôn. Lồng lộn hả? Dạ. Từ lồng lộn nghe ghê lắm á nha. Tôi là trời ơi trời, khóc lóc trà lết quết sảm. Thậm chí là hành hạ bản thân mình á. Bây giờ ảnh làm sao em? Dạ thì lúc đó ảnh cũng năn nỉ em ỉ ô, nhưng mà lúc này á em có tình cảm với anh kia thật. Nên sốt em... luôn rồi, không còn say nắng nữa. Em thích lắm nên em nhất quyết chia tay anh này. Em chỉ muốn đến với anh kia thôi, anh kia anh chăm sóc em kỹ quá mà. Rồi ổng làm gì? Uống rượu say nhưng mà cũng nhắn tin cho em biết là đang say. Vậy kiểu như mình cởi khổ vậy đó. Em nhất quyết em không chịu. Rồi bây giờ em làm cách nào để mà em giật lại vợ em? Dạ, lúc đó đâu có giật được đâu, lúc đó là em thua rồi. Thua trong bao lâu? Em thua trong vòng cả năm luôn đó. Rồi xong cuối cùng sao em lại giật lại được? Cái đó là tại vợ em tự nhiên muốn quay lại chứ đâu phải tại em đó. Tại vì em với ảnh quen lâu cho nên khi mà ảnh nhắn tin liên lạc á em vẫn có nhắn lại. Nhưng mà tới lúc mà bạn trai mới em cứ thấy em cứ nhắn tin qua lại với anh này hoài, người ta không thích, người ta đá em luôn. Rồi. Em bị đá xong em buồn lắm. Anh này mừng kiểu như là tranh thủ cơ hội. Lúc mà biết tin bạn này bị đá như vậy đó, rồi em làm sao? Rồi em rủ đi chơi liền, tại vì biết đang buồn mà. Tranh thủ liền. Rồi em có khuyên răng gì không? Em có đồng cảm chia sẻ không? Dạ có chứ, cái đó là thủ đoạn. Rồi nói kể cái thủ đoạn đó nghe coi. Thì nghe vợ chia sẻ tâm sự là buồn vui gì đó, lúc quen đó thì sao mà mình tức lắm mà mình cũng phải ráng buồn nha. Mình mới chứng tỏ mình là người cao thượng. Dạ đúng rồi. Nói chuyện ra là tức lắm. Rồi sau cái biến cố đó thì bao lâu tụi em mới cưới nhau? Chắc không phải tới 5 năm. Rồi bây giờ cưới nhau về tính tới thời điểm này là bao lâu rồi? Dạ 1 năm. Mà mình nhỏ đó, lúc mà mình nhỏ mình chưa suy nghĩ được thì mình mày yêu tao đi hả, tao mày yêu nhau ví dụ vậy. Nhưng bây giờ mình lớn rồi, mình trưởng thành rồi đó, em cho cả nước thấy là đó,
em tỏ tình với vợ em bằng một cái gì hết sức là ngôn tình đi, lãng mạn đi, đừng có mày yêu tao đi nữa. Từ nãy giờ đổi đi, thiệt lòng nha. Ừ. Đó. nhìn nhau. Đừng nhìn người ta, ta mắc cỡ. Hai đứa nhìn nhau đi, đừng nhìn anh. Đó. Thì từ xưa giờ thì anh cũng không có làm gì được lãng mạn cho em. Trời, anh nên... em lần đầu tiên gì? Trời, anh em lần đầu tiên. Thôi, để cho ta nói, ta đang có trớn. Thì hôm nay thì nhân chương trình thì anh cũng muốn nói với em là anh yêu em nhiều lắm. Trời ơi. Rồi, cảm ơn em đã đến với cuộc sống này với anh. Rồi, ôm đồ, ôm hôn đồ.